cảm ơn các bạn đã trở lại kênh YouTube của cái Cấp Cấp Hiền Tiền. Hôm nay mời các bạn ghé thăm một siêu phẩm hết ra tiền của cái Cấp Cấp Hiền tại địa chỉ xã Hòa Đông, Đức Hòa, Long An. Nơi đây các bạn sẽ chứng kiến một siêu phẩm của cái Cấp Cấp Hiền Tiền. Và bây giờ Dũng đang trên đường tiến tới siêu phẩm này. Các bạn hãy cùng theo chân Dũng nhé. Chỉ còn một phút nữa thôi, chúng ta sẽ có mặt tại Đức Hòa, Long An. Đây các bạn sẽ chứng kiến siêu phẩm của cái Cấp Cấp Hiền Tiền như thế nào nha các bạn nha. Đây trước mắt các bạn là siêu phẩm xe cà phê mang đi của Viên Chất Coffee NT, hay còn gọi là quán cà phê di động, tất cả trong một, khởi nghiệp ngay và thu tiền về trong ngày. Hai các bạn, đây địa chỉ siêu phẩm hết ra tiền. Các bạn nhìn qua các bạn sẽ thấy đây là xe inox 100% được trang bị trọn gói, bạn chỉ cần khai trương ngay, kinh doanh trong ngày nha các bạn. Và với ngân sách đầu tư không quá đắt để có khởi nghiệp, bạn có ngay giải pháp kinh doanh mình một phương phú lời này. Xe nóc bền thì biết bao giờ mới hư đúng không các bạn? Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên các bạn thấy rất là nổi bật. Đây, rất là nổi bật. Máy móc thì không thể chê được đâu bạn. Chất lượng bền đúng không? Cà phê sạch ngon 100%. Bạn sẽ thu hồi vốn trong vòng vài tháng thôi các bạn. Mô hình này rất phù hợp với các loại nên là mặt bằng nha các bạn. Các bạn có thể nhìn nè. Với mặt bằng 10m² thôi là bạn có thể khởi nghiệp với cái xe inox tắc quay của cái Chất Cấp VNT rồi. Bạn cũng có thể là với cái mô hình này bạn cũng có thể chia sẻ với các thể loại mặt bằng khác để giảm chi phí đầu tư, chi phí kinh doanh nha các bạn nha. Khi các bạn không làm á thì người khác đã làm rồi. Còn khi các bạn làm thì người khác đã thành công rồi. Nên hãy bắt đầu ngay bây giờ. Đừng chần chừ, gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0944 334343 hoặc là website cafevuong.vn để tham khảo mô hình xe inox cà phê takeaway này nha các bạn. Các bạn ơi, làm gì làm, chiều nhớ ghé ủng hộ một ly cà phê sạch thơm ngon đậm đà tại quán của anh chị Lon ở tại 262 tỉnh lộ 285 xã Đức Hòa, Đức Huệ, Long An nha các bạn. Đây, các bạn đang ủng hộ. Quá đẹp luôn. Nhà là phải xây rồi. Hotline 0944334343 để được tư vấn tận tình.